Vào dạng sáng ngày 23 tháng 5, vợ Xuân Bắc, chị Hồng Nhung bất ngờ đăng status ám chỉ ai đó cô từng thần tượng, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, vợ Xuân Bắc cho hay, xưa mình cũng có thần tượng. Lớn lên làm đồng nghiệp cùng thần tượng. Sau mới biết thần tượng xấu hoắc, bẩn tính và có lối sống thác loạn nên từ đó mình coi đó là thần ảo. Công chúng không ngừng đồn đoán nhân vật mà chị Hồng Nhung thần tượng là ai. Trước đó ít phút, bà mẹ ba con đã đăng bài viết có nội dung như sau, hầu hết ăn tiền từ thiện đều nhận hậu quả thân bại danh liệt bia miệng nhìn đời không giữa sạch. Phép thử cũ mà không mấy ai vượt qua vì quá tham. Chia sẻ của chị Hồng Nhung giữa lúc Vbix đang xôn xao về việc các nghệ sĩ đi làm từ thiện tiếp tục khiến Netizen đổ dồn quan tâm. Tuy nhiên, hiện vợ Xuân Bắc đã xóa hết những chia sẻ này trên trang cá nhân. Vợ Xuân Bắc nhắc đến một nhân vật mình từng thần tượng nhưng sau này mới biết bẩn tính, xấu hoắc, có lối sống thác loạn. Trước đó, cô nêu quan điểm về việc nhận tiền từ thiện. Chưa rõ nhân vật chính mà chị Hồng Nhung đang nhắc tới là ai. Tuy nhiên, những status đã khiến không ít người xôn xao bàn tán. Vợ chồng nam nghệ sĩ Xuân Bắc. Ảnh, sưu tầm, nguồn, Facebook nhân vật